Thời gian qua, trước thực trạng một số loại tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo bất hợp pháp đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức khác nhau, các cấp ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước ngăn chặn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Người đàn ông này là một trong số hàng chục người ở thành phố Thái Nguyên từng tìm hiểu và tham gia luyện tập theo các khóa học của nhóm Năng lượng gốc chống đồng Việt Nam thông qua các nền tảng trực tuyến, xác định được nhóm hội này không hợp pháp, không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nên chính quyền địa phương đã thường xuyên thăm nắm tình hình và vận động người dân không tin theo. Tôi cũng rất là biết ơn chính quyền địa phương thường xuyên để hỗ trợ chúng tôi, để chúng tôi càng ngày càng tốt lên. Và cái gì mà chính quyền bảo được thì chúng tôi làm, mà bảo không được thì chúng tôi không làm. Tuyên truyền vận động những người tham gia thì cũng đã nhận thấy được cái việc tham gia nó là chưa đúng, họ cũng đã không tập luyện và cũng không thực hiện trên năng lượng gốc nữa. Còn tại xóm người Mông Na Sàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, vào năm 2021 cũng từng có người lạ xuất hiện ở xóm để rủ dê bà con tin theo một hiện tượng tôn giáo bất hợp pháp mang tên ân điển cứu rỗi, với những luận điệu tuyên truyền cực đoan, viển vông. Trước tình hình đó, công tác vận động tuyên truyền nhanh chóng được triển khai, giúp bà con hiểu ra được lẽ phải và chấp hành pháp luật. Tôi đã bỏ những cái ý định như họ tuyên truyền kia, và tôi đã tuân thủ theo pháp luật và quy định của nhà nước ạ. Theo báo cáo của Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên, năng lượng gốc chống đồng Việt Nam hay ân điểm cứu rỗi là hai trong số 8 loại tà đạo, hiện tượng tôn giáo bất hợp pháp đã len lỏi vào cuộc sống người dân, lôi kéo người tin theo trong thời gian qua. Từ việc thu thập thông tin và nhận diện về một số loại tà đạo đã xuất hiện ở Thái Nguyên đã cho thấy nhiều yếu tố tiêu cực gây những hệ lụy xấu trong xã hội. Do vậy, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để từng bước ngăn chặn những làn sóng ngầm tà đạo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Để mà thực hiện ngăn chặn kịp thời các cái hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, phải tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho nhân dân, nắm chắc tình hình và kịp thời đấu tranh đối với cái lực lượng cốt cán, xử lý nghiêm minh đối những cái hành vi mà hoạt động tôn giáo trái phép. Cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện thông qua các kênh thông tin chính thống để hiểu rõ những tác hại, hệ lụy của việc tham gia các tà đạo, các hội nhóm bất hợp pháp, loại bỏ được những hiện tượng xấu này ra khỏi đời sống xã hội, giúp tình hình an ninh trật tự được ổn định, giữ được sự bình yên trong mỗi gia đình và cộng đồng.